Rồi, ngày hôm nay lại về cho anh em một siêu phẩm, đúng là siêu phẩm. Siêu phẩm này từng đình đám một thời của 150. Trước mặt anh em đây là CBR 2020 ABS, bản Repsol, là cái bản mà trong cái trường đua của Honda người ta hay nói là Repsol đó. Đó, thì cái con này á, thì mình báo luôn anh em, xe này là biển thành phố Hồ Chí Minh, 59D2909732. Và xe này có rất là nhiều đồ chơi ABS nha anh em. Con này một thời là mua cả 100 triệu, thêm đồ chơi nữa cả mười mấy 20 triệu nữa. Mà bây giờ giá hiện tại mình bán cho anh em là 47 triệu nha anh em, là gồm có đồ chơi luôn á. Anh em là không lấy bô, mình bớt luôn cho anh em 1 triệu. Rồi anh em, mình báo giá rồi nha, anh em coi rõ clip nha. Thì xe này là 2020 ABS, 2 chìa khóa zin đầy đủ, 2 chìa khóa theo xe đầy đủ, 10.000 cây nha anh em, 10.000 cây số nha, chuẩn luôn nha anh em, bao chuẩn cho anh em. Xe này mình mua 9 chủ cho nên bao chuẩn cho anh em luôn, 1 chủ đập thùng từ đầu, bao chuẩn cái đồng hồ cho anh em luôn. Nếu anh em muốn cam kết thì vẫn cam kết được anh em, tại vì xe mình mua ngay chủ, mình biết chủ, mình thân với chủ thì mình biết nó mọi thứ. Rồi thì cho anh em nghe tiếng bô. Cái bản này là rất là đẹp ha, anh em mà mua sưu tầm mà cũng hay nữa, hàng hiếm luôn anh em. Êm, ấm, bản này thì bền lắm đó. Anh em mua R15 đồ bốn mấy 50 triệu chi mua con này luôn, chơi cho đã. Bô có tiêu nha anh em. Thì xe hầu như là còn khoảng 90 mấy% luôn á anh em, còn cực kỳ đẹp và mới. À, em quay ở đây cho anh em coi chống đổ nè, chống đổ ốp bảo vệ lốc máy, nhiều thứ đồ chơi, bình dầu nhiều lắm, đồ zin còn đầy đủ nha anh em, không thiếu gì nha. Đuôi gặp ra gặp vô nè, bộ tem Repsol này khá là đẹp ha anh em ha. Ở đây anh em có thể coi góc này, anh em có thể so sánh cái con này lại con đời mới, trong khi mình có con đời mới 57 triệu, xe lướt 4.000 cây đó, lên full ốc titan luôn, con này lên full vàng ốc titan luôn nha anh em. Đó, con này có vàng ốc titan, ốc zin còn đủ, mình có quay một clip trước rồi đó. Và con này là cũng ABS luôn, con này là 38 triệu anh em, ABS 38 triệu. Con này odor cao, con này 20 mấy ngàn cây rồi nha anh em, cũng odor chuẩn luôn con này đó. Thì vẫn còn đẹp, nói chung là nhìn nó còn long lanh lắm anh em. Nói chung xe mình bán là tuyển xe những xe rẻ nhưng mà cũng phải hơi đẹp, đẹp cho anh em chơi, chứ không phải là rẻ là xấu đâu anh em. Bên mình là xe chất lượng, anh em khỏi cần phải bàn, anh em muốn coi trực tiếp thì anh em ghé coi trực tiếp đó. Bây giờ cho anh em coi con xe này, nó đẹp không thì để nói luôn, Repsol quá tuyệt vời, full đồ chơi, full đồ chơi mà đồ zin còn đủ luôn nha. Cái này người ta lên tay con tay thắng luôn rồi, inox nè đó. Con này đã hơn em ha, nhìn cái màu Repsol nhìn nó đẹp lắm, nhìn nó hay hay lắm. Còn mọi thứ máy móc rồi nè anh em thì còn đẹp cực kỳ luôn đó. Anh em có thể coi trong clip, máy móc rồi mọi thứ còn rất là đẹp. Chẳng qua mình giới thiệu anh em này, giới thiệu cái bản Repsol nó hay, nó lạ. Bình xăng con này bằng sắt nha anh em, những con này nó mắc á, bởi vì bình xăng nó sắt nè anh em. Còn con đời mới nè anh em, bình xăng ốp nhựa, nói gì nói với con đời mới này á, nó cũng không có chất lượng được bằng con đó đâu. Nhưng mà bây giờ nhờ cái con đời mới này nó ra nè, nhờ nó ra mà bây giờ mấy con này mới giảm giá cho anh em. Mình nhớ 2 năm trước, 3 năm trước mình bán con này á, cầm 70 triệu chưa có xe cũ. Mình với anh em mình phải xăng 70 mấy triệu mới có xe cũ, mới có 2 năm trước rồi đó. Mà nhờ cái con này ra nè, mà con này khẳng định anh em luôn, vàng ngoài vàng áo nó không có chất lượng bằng con này. Mình bán xe, mình bán 2 xe luôn đó, mình tư vấn trực tiếp cho anh em luôn á, cho nên mình không có đề cao xe mới hay xe cũ gì hết. Để khẳng định là con này nè, bình xăng sắt nè, mọi thứ chi tiết nó gia công tốt hơn là cái con kia. Con kia á, nó bị xu hướng R15V3, cái vàng ngoài của nó bây giờ nó cũng hơi không được cứng giống như con này, nó hơi hướng R15V3 đó anh em. Thì anh em hiểu R15V3 là vàng ngoài nó cũng không có cứng lắm, còn mấy con này nè vàng ngoài cực cứng luôn, bình xăng sắt rồi những cái chi tiết nó được gia công nó rất là cứng cáp, cho nên hồi đó giá nó 100 mấy là vậy đó anh em, chứ không phải là nó mắc đâu, nó đúng giá để đáng đồng tiền. Mà cũng phải cảm ơn cái ông này, ông ra 70 mấy triệu, tùy tỉnh nha, biển tỉnh thì 74, biển thành phố thì 78 đó, 70 mấy triệu, thì cái ông này mới giảm xuống.
nó hạ nhiệt xuống, người ta mua con đó nó hạ nhiệt con này thì bây giờ anh em mình mới sở hữu, mới chơi được nó dễ dàng. Bây giờ còn xe cũ, xe lướt còn có 4 mấy triệu à, chơi là quá tuyệt vời luôn. 2 năm trước mình đi kiếm xe lướt cầm 70 mấy triệu không có xe lướt, mình đi kiếm cho một người em mà không phải bản Repsol nha, bản thường đó. Hai anh em mình nhớ, người em đó mà coi clip là nhớ, hai anh em mình cầm 72 triệu mà đi kiếm đi trả giá, trả người ta đúng 72 triệu, người ta bán 77 triệu mà trả 72 triệu mới mua được con xe. Hai anh em đi hả, đi qua Gò Vấp luôn á anh em, đi từ quận 6 qua Gò Vấp rồi đi mệt quá mua được xe tối, rồi hai anh em đậu vô uống lon nước ngọt đó mình còn nhớ luôn á. Hai anh em vui nhớ cái tình cảnh mà 2-3 năm trước đi mua con này, đi mua xe lướt á, cực kỳ khó mà cực kỳ mắc đó. Bản này là bản ABS thì diện mạo của nó thì chỉ có vậy thôi, lên trắng gió đồ này nọ đồ chơi, thì coi là anh em coi clip thì mình cũng quay cho anh em xem. Thì dàn ngoài còn can xà beng luôn, dàn ngoài thì can xà beng cũng chả biết quay cái gì nữa anh em mà. Rồi là gì đó, em quay dòng xe cho anh em coi, quay dòng xe cho anh em coi thì cũng chả biết nói gì, thì nó can rồi nó đẹp rồi quay chủ yếu anh em coi, anh em ưng thì anh em chốt với mình thôi. Quay dòng anh em ưng xe thì anh em chốt với mình thôi, cũng không có cái gì nữa. Con này cũng không có gì phải bàn, đồ chơi đầy đủ luôn. Màu cam này anh em giữ được là đẹp, là ngon đó. Đời 2020 nữa, đời cũng cao 3 năm. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, chúc anh em một ngày thiệt là vui vẻ, và khi anh em nào cần mẫu xe nào thì cứ liên hệ cho Minh ha. Và anh em cần đặt cọc xe để mình tìm xe thì cũng cứ liên hệ cho Minh, có xe mình sẽ inbox cho anh em. Và địa chỉ Minh thì đó, cũng tiếp tục cái clip này, địa chỉ Minh là sát bên trường trung học cơ sở Phú Định đó, 43D Lý Chu Hoàng, phường 10, quận 6, địa chỉ rất là dễ kiếm. Nhưng mà nếu mà có điều kiện sang năm mình sẽ làm một cái showroom bự hơn cho anh em chơi, nếu mình để lại dành đủ tiền. Dạo này bán xe cũng hơi khó khăn anh em, dạo này bán xe cũng nói tâm sự với anh em là bán xe thì nó lợi ích lắm, chưa có đủ chi phí. Nếu như mà mình đủ chi phí rồi á, mình sẽ làm cái mặt bằng bự để thu về nhiều xe hơn, để cho anh em vô coi nhiều hơn. Rồi em quay vô đây cho anh em coi dàn xe đó. Thì đó, mình đây mình để được 1, 2, 3, nhà mình hiện tại có một đống xe mình vẫn muốn thu được nhiều xe hơn và mở một cái gì đó bự hơn cho anh em, để anh em muốn mở một cái gì đó bự hơn để anh em mình nhiều hơn. Mình muốn nhập về 50 xe, 60 xe anh em đó, để anh em coi cho nó đã, anh em vô lựa cho nó đã. Rồi cảm ơn anh em nhiều đó. Đây là cái bản cũng ABS nha, ABS là 38 triệu, 2 triệu đầy đủ. Mình có quay clip trước rồi, anh em có thể coi clip trước. Rồi bản này bản mới đó, 57 triệu. Rồi anh em nào thích thì qua bên mình, thì bên mình nó có bảo hành bảo dưỡng cho anh em đầy đủ nha anh em, bảo hành bảo dưỡng rửa xe luôn, không có xuất bình xăng con thôi. Tại sao không có xuất bình xăng con, anh em đừng nghĩ bậy bạ nha, tại vì xe bây giờ toàn là phun xăng điện tử không, mà sao mà xuất bình xăng con được, đúng không? Mày đừng nghĩ bậy bạ nha cameraman, đừng nghĩ là đá trứng cút rồi nha. Đó tại mình, bên mình chỉ cái gì cũng có dịch vụ đầy đủ hết, vận chuyển xe, bảo trì xe, thay nhớt xe, rồi sửa xe, rồi đó, chỉ không có xuất bình xăng con thôi. Tại bên mình bán xe FI không mà xuất bình xăng con cái gì. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Anh em nào mến con này thì cứ liên hệ cho mình ha. Con này thì mình đã theo đánh giá là rất là đẹp, đáng để sở hữu sưu tầm và trưng bày luôn, cũng đẹp. Repsol Race, cái màu Repsol rất là hiếm luôn anh em, hiếm, khẳng định anh em là hiếm. Rồi ok anh em ha.